chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, theo như một số các công ty du lịch quốc tế cho biết, thì những thành phố được chọn vào danh sách của 10 thành phố đẹp, tốt và đáng đến nhất trên thế giới thì phải đạt được một số điều kiện sau đây. Thứ nhất là thành phố đó phải có khí hậu tốt và an ninh cho du khách ghé thăm. Thứ hai là thành phố đó hiếu khách và người dân địa phương thì thân thiện và lịch sự. Thứ ba là thành phố đó có nhiều chương trình giải trí, khu mua sắm và nhiều món ăn đa dạng và ngon. Thứ tư là có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng để tham quan như là lâu đài, cao ốc, bảo tàng hay là khu giải trí cho gia đình. Kính thưa quý khán giả, kính mời quý vị cùng chúng tôi khám phá 10 thành phố đẹp và nổi tiếng nhất trên thế giới. Đứng thứ 10 là thành phố Singapore, mà còn được gọi là đảo quốc Singapore, nằm trong vùng Đông Nam Á, ở phía nam của Mã Lai và Việt Nam. Singapore có diện tích vào khoảng 700 km2 và dân số là 5 triệu 600 ngàn người. Trung tâm điểm của Singapore là vịnh Marina Bay. Không chỉ có vẻ đẹp kiến trúc, vùng vịnh này còn là trung tâm giải trí, vui chơi với hàng loạt những điểm đến thú vị. Nổi bật nhất là khu nghỉ dưỡng sang trọng Marina Bay Sands, được kết hợp với sòng bạc vĩ đại nằm ngay bên bờ vịnh Marina. Khách sạn Marina Bay Sands bao gồm 3 tòa tháp cao 55 tầng với 2.590 phòng cho thuê. Bên trong còn có khu mua sắm với trên 300 cửa hàng danh tiếng. Tuy nhiên, điểm mà thu hút du khách nhất tại khách sạn này là một du thuyền khổng lồ được thiết kế trên đỉnh của 3 tòa nhà chọc trời này, có tên là Marina Sands Sky Park, tạm dịch là công viên trên không Marina Sands. Trên đây còn có một hồ bơi dài 150 mét và từ trên du thuyền này, du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh đô thị Singapore xinh đẹp bên bờ vịnh. Bên cạnh đó là khu Gardens by the Bay, tạm dịch là những khu vườn bên vịnh. Đây là một công viên trải rộng trên 101 hectare, bao gồm quần thể các siêu cây với những thiết kế độc đáo, lạ mắt. Và càng về tối thì những siêu cây này càng nổi rực rỡ với những ánh đèn nghệ thuật nhiều màu sắc được đổi màu theo từng phút cùng với tiếng nhạc du dương. Bên cạnh khu siêu cây này là hai khu nhà bằng kính mái vòm có tên là Flower Dome và Cloud Forest, tạm dịch là mái vòm hoa và rừng mây. Bên trong có thác nước nhân tạo và các loài thực vật từ khắp nơi trên thế giới. Đây là công viên sư tử biển Merlion, với trọng tâm là một pho tượng có hình dạng đầu sư tử, mình cá đang cưỡi trên sóng. Đây là một con vật huyền thoại biểu tượng và được xem là linh hồn của đất nước Singapore. Đây là một kiến trúc khá lý thú nằm trên bờ vịnh Marina. Đó là nhà hát mang tên Esplanade. Tòa nhà này là niềm tự hào của người dân Singapore bởi có kiến trúc mang hình thể của quả sầu riêng, một loại trái cây không thể thiếu được của người dân Singapore. Khi hoàng hôn buông xuống thì khu vực sống động nhất của Singapore là bến Clark. Khu vực này có phố đi bộ lớn và cũng là nơi tập trung các nhà hàng và club đêm nổi tiếng nhất của Singapore. Về đêm thì khu này nổi bật với chương trình biểu diễn ánh sáng rực rỡ trên khắp vịnh. Du khách có thể nhìn chiêm ngưỡng những tia sáng tỏa ra từ khắp nơi trong vùng vịnh Marina. Đứng thứ 9 là thành phố Roma, mà cũng là thủ đô của nước Ý, nằm trong châu Âu
với trên 2.800.000 cư dân. Nằm ở trung tâm nước Ý là thủ đô Rome, tiếng Ý gọi là Roma, là nơi có vô tận những công trình kiến trúc vĩ đại và vô cùng quan trọng của thời đại đế chế La Mã, đã thu hút hàng triệu du khách cũng như các tín đồ công giáo đến đây hành hương hàng năm. Và đây là đấu trường Colosseum, là di tích lịch sử vĩ đại và hào hùng nhất mà còn sót lại từ thời La Mã. Đấu trường này có sức chứa tới 50.000 người và là nơi thi đấu của các võ sĩ giác đấu. Đấu trường Colosseum là công trình lớn nhất được xây dựng vào những năm 70 sau Công nguyên. Bên cạnh đó là quảng trường La Mã cổ đại, là nơi mà đại quân La Mã đóng đô trước khi đi chinh phục thế giới. Và đây là quảng trường Thánh Phêrô, được thiết kế theo kiểu phong cách phục hưng, nằm tại thành phố Vatican. Trọng tâm của quảng trường là vương cung thánh đường Thánh Phêrô với các kiến trúc mái vòm cổ xưa to lớn. Quảng trường này là trung tâm công giáo La Mã chính thức trên thế giới và là điểm du lịch thu hút rất đông du khách hàng năm. Theo thống kê thì thành phố Rome có khoảng 50 đài phun nước lớn và hàng trăm đài phun nước nằm rải rác khắp nơi trong thành phố. Trong số đó, đài phun nước được ghi nhận là cổ nhất thế giới, có tên là Trevi, là một điểm đến để cầu nguyện và tìm sự may mắn. Đây là một trong những công trình kiến trúc tuyệt đẹp và thơ mộng. Đứng thứ 8 là thành phố Moscow, mà tiếng Việt thì gọi là Mạc Tư Khoa, là thủ đô của nước Nga, nằm ở phía bắc châu Âu và châu Á, với trên 12.600.000 cư dân. Nga là nước có lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới, và Moscow là thành phố lớn nhất của Nga với bề dày lịch sử văn hóa trên 800 năm. Moscow là thành phố xinh đẹp, bình yên, cổ kính, pha lẫn nét hiện đại, năng động và quyến rũ đến lạ thường. Tại đây có nhiều công trình kiến trúc cổ vĩ đại, những cung điện nguy nga ẩn chứa giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Nơi được coi là trái tim của nước Nga, đó chính là Quảng trường Đỏ, dùng để tổ chức những sự kiện trọng đại của đất nước và cũng là chứng nhân trong suốt bề dày lịch sử hào hùng và vĩ đại của nước Nga, từ những cuộc nội chiến, cuộc diễn binh và các cuộc đăng quang của các giới lãnh đạo. Nơi đây còn là điểm du lịch rất hấp dẫn với vẻ đẹp kiến trúc, hoa văn, hoa tiết trang trí đặc trưng của nước Nga. Về phía nam của quảng trường đỏ là nhà thờ Saint Bezo, là một lâu đài cổ tích cực kỳ tráng lệ và hùng vĩ, và cũng là công trình kiến trúc tiêu biểu bậc nhất của Moscow. Và đây là quần thể Điện Kremlin, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của nước Nga. Cung điện này nằm ở trung tâm của thành phố Moscow, trên đồi Borok. Đây là nơi mà các nhà vua Nga sinh sống và điều hành công việc triều chính, và hiện nay là nơi đặt các cơ quan đầu não của nước Nga. Gần đó là nhà hát Bolshoi, nơi ghi dấu hơn 800 buổi biểu diễn của những nghệ sĩ danh tiếng bậc nhất thế giới, trong đó có vở ba lê Hồ Thiên Nga của nhà soạn nhạc vĩ đại Tchaikovsky, đã được trình diễn lần đầu tiên tại đây vào năm 1877. Và đây là nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, là nhà thờ chính thống cao 130 mét,
nằm ngay bên bờ sông Moscow ở phía đông của Điện Kremlin. Nhà thờ mang kiểu dáng kiến trúc cầu kỳ và vô cùng độc đáo với phong cách cổ xưa của nước Nga. Ngoài những công trình lịch sử, thành phố Moscow còn có những khu vườn công viên vừa nguy nga vừa thơ mộng, được bảo trì rất kỹ lưỡng trong nhiều thế kỷ qua. Bên cạnh đó là những địa danh và kỳ đài tuyên dương các chiến thắng và lịch sử hào hùng của đất nước Nga. Đứng thứ bảy là thành phố Shanghai, tiếng Việt gọi là Thượng Hải, là thành phố lớn nhất của Trung Quốc về dân số, nằm tại châu Á với trên 24 triệu cư dân. Đây là thành phố đông dân nhất Trung Quốc với trên 24 triệu người và được xem là biểu tượng của sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Thành phố Thượng Hải là sự giao thoa đặc sắc của văn hóa phương Đông và phương Tây. Nơi đây vẫn lưu giữ rất nhiều phong tục truyền thống đậm sắc Á Đông. Bên trong một thành phố hoa lệ, văn minh, tập trung rất nhiều công trình kiến trúc hiện đại bậc nhất trên thế giới. Đến Thượng Hải, du khách chắc hẳn sẽ bị choáng ngợp bởi những trung tâm mua sắm đồ sộ, những cửa hàng đồ hiệu thời trang san sát, những cửa hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Bến Thượng Hải còn được ví như là viên ngọc sáng, thu hút rất đông du khách quốc tế. Đây là quãng đường Thượng Hải dài hơn 1 km và là nơi tập trung các di tích lịch sử của thành phố, cũng như những công trình hiện đại của thế kỷ 21. Sự giao thoa văn hóa Đông và Tây thể hiện rất rõ ràng trong những công trình kiến trúc mang đậm phong cách thuộc địa. Và đây là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, là tháp truyền hình cao thứ 3 trên thế giới, với chiều cao là 469 mét và là niềm tự hào của Thượng Hải. Từ trên tháp, du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố bằng kính viễn vọng. Và đây là Tân Thiên Địa, là thiên đường của giới trẻ, khu tập trung của các quán bar và nhà hàng, đông vui, nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Đây cũng là điểm tập trung ăn chơi của du khách du lịch quốc tế và cả dân địa phương. Du thuyền trên sông Hoàng Phố êm đềm, uốn lượn quanh Thượng Hải, soi bóng những tòa cao ốc chọc trời, những ánh đèn màu rực rỡ, sẽ là một trải nghiệm khó quên. Và đây là Dự Viên, là một khu vườn rộng lớn và lâu đời ở Thượng Hải, nằm bên cạnh miếu Thành Hoàng. Khi bước qua cánh cổng vườn, du khách sẽ cảm nhận một bầu không khí thanh bình và yên tĩnh. Tuy Thượng Hải là một thành phố đông với nhịp sống hối hả từng phút, song người bản địa hay thích tìm những giây phút thoải mái bằng cách hòa vào nhịp điệu của những bài thể dục khắp đường phố. Đứng thứ sáu là thành phố Barcelona của nước Tây Ban Nha, nằm trong châu Âu với khoảng 4 triệu 800 ngàn cư dân. Thành phố sôi động và nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha là Barcelona, được yêu thích không chỉ ở Tây Ban Nha mà cả ở châu Âu. Đến với thành phố này là du khách đến với một nền văn hóa đa dạng và đặc trưng, được mệnh danh là một trong 10 thành phố đẹp nhất thế giới. Du khách sẽ được nhìn ngắm những công trình kiến trúc xây dựng độc đáo, những con đường phố cổ đầy nghệ thuật. Không chỉ vậy, du khách còn được hòa mình vào những không khí sôi động của cuộc sống trải dài suốt bờ biển xinh đẹp và những thức ăn đa dạng, chua cay và thơm phức của Tây Ban Nha. Thành phố Barcelona
là nơi sinh ra và lớn lên của rất nhiều kiến trúc sư, các bậc thầy nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Vì thế, thành phố này có rất nhiều các công trình kiến trúc nổi tiếng nằm rải rác khắp nơi. Trong số đó, nổi bật nhất là Vương cung Thánh đường Sagrada Familia của kiến trúc sư lừng danh Antoni Gaudi. Điều thú vị là thời gian xây dựng công trình này mất đến 137 năm mà vẫn chưa hoàn thành. Tác phẩm nổi tiếng thứ hai của kiến trúc sư đại tài này là ngôi nhà được ông thiết kế vào năm 1904, mang đậm nét kiến trúc hiện đại của Catalan. Tác phẩm nổi tiếng thứ ba của ông là công viên Güell, được xây dựng từ năm 1900 và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nơi đây giống như một thế giới chỉ có trong cổ tích. Và đây là Sacred Cor, là nhà thờ nằm trên đỉnh núi Tibidabo, mang lối kiến trúc Gothic và là một biểu tượng đặc biệt của thành phố. Du khách sẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới đi lên được tới ngôi thánh đường này. Nhưng khi du khách đặt chân được đến đây, du khách sẽ được thưởng thức quang cảnh tuyệt vời của thành phố khi đứng nhìn từ trên cao xuống. Cách đó không xa là bãi biển La Barceloneta, trải dài theo đại Trung Hải, là điểm đến lý tưởng cho du khách, nhất là vào mùa hè, với dòng nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn. Buổi chiều, du khách có thể đi dạo quanh bãi biển và ngồi ngắm hoàng hôn rất lãng mạn. Về phía nam là ngọn đồi Montjuïc, nơi có cung điện quốc gia hay chính là bảo tàng nghệ thuật Catalan, nguy nga được xây dựng trên một ngọn đồi xanh tươi tuyệt đẹp. Lang thang quanh khu đồi này, du khách sẽ tìm được khá nhiều địa điểm có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Đứng thứ năm là thành phố Dubai và đồng thời là một trong 7 tiểu vương quốc của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nằm ở phía nam của Vịnh Ba Tư thuộc bán đảo Ả Rập với trên 2.800.000 cư dân. Thành phố Dubai nổi tiếng với sự xa hoa, lộng lẫy, hiện đại và giàu có bậc nhất tại Trung Đông. Tại nơi đây, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc vĩ đại nhất của thế giới và trải nghiệm cuộc sống với những thứ đắt nhất và cực kỳ sang trọng nhất của Dubai. Dubai là một thành phố du lịch danh tiếng và là một trung tâm thương mại cung cấp dầu hỏa và vàng khối quan trọng nhất trên thế giới. Có du khách còn nói vui là Dubai là xứ sở xúc vàng bằng sẻng để diễn tả sự giàu có xa hoa của thành phố này. Nổi tiếng bậc nhất tại đây là tòa nhà đại cao ốc Burj Khalifa, cao nhất thế giới với 154 tầng và độ cao tính từ chân tháp đến đỉnh mái là 828 mét. Tòa tháp này được thiết kế theo hình kim nhọn hoắt, với ba khối tòa nhà được sắp xếp quanh một lõi trung tâm. Toàn bộ bề mặt bên ngoài của tòa tháp được làm bằng kính và thép, mà theo ước tính thì số lượng thép của tòa tháp có thể dài vào khoảng 1/4 vòng trái đất, và với số lượng bê tông có thể xây được một xa lộ cao tốc dài hơn 2.000 km. Bên trong tòa tháp là hàng loạt các khách sạn cao cấp, trung tâm mua sắm vĩ đại và các nhà hàng cung cấp các món ăn thượng hạng bậc nhất thế giới. Dưới chân của tháp Burj Khalifa là một trung tâm mua sắm Dubai Mall lớn nhất thế giới theo diện tích. Gần đó là đài phun nước Dubai nằm trên hồ Burj Dubai dài 275 mét và có 83.000 lít nước
dùng để biểu diễn các màn phun nước theo nhạc, và những tia nước có thể bắn cao được đến 73 mét. Và đây là tòa nhà Burj Al Arab, là một biểu tượng của Dubai, với hình dáng một cánh buồm, với chiều cao là 300 mét. Nơi đây được mệnh danh là một trong những khách sạn xa xỉ nhất thế giới, mà còn được công nhận là khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới. Cách đó không xa là cụm đảo cây cọ Palm Islands, là một trong những công trình nhân tạo vĩ đại nhất trong thời hiện đại, với hàng triệu tấn cát, đá từ vịnh Ba Tư đổ về. Cụm đảo này được xây dựng theo hình một cây cọ 16 nhánh, trong đó nhánh dài nhất là 800 mét. Ngoài ra, Dubai còn có rất nhiều địa điểm du lịch mang nhiều giá trị lịch sử và những khu vực giải trí vui nhộn và lý thú mang tầm vóc vĩ đại nhất trên thế giới. Đứng thứ tư là thành phố London, tiếng Việt gọi là London, là thủ đô của Anh Quốc, nằm trong châu Âu với trên 9 triệu cư dân. Kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, Vương quốc Anh có một thời đã từng là một đế quốc lớn nhất trong lịch sử, cai trị gần 1/4 đại lục trên thế giới. Vì vậy, Vương quốc Anh là một đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc, nơi quy tụ hầu hết các kiến trúc nghệ thuật và lịch sử đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mà điển hình là thủ đô London. Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại này. London là thành phố lớn nhất của Vương quốc Anh và rộng thứ hai về diện tích trong Liên minh châu Âu, mà còn được xem là một thành phố toàn cầu, nơi có trụ sở của trên 100 công ty hàng đầu thế giới. London có ảnh hưởng trên toàn cầu về nhiều phương diện như là chính trị, tài chính, giáo dục, giải trí, truyền thông, thời trang, nghệ thuật và văn hóa. London có bề dày lịch sử trên 2.000 năm và nằm hai bên bờ sông Thames tuyệt đẹp, chạy qua những điểm du lịch đẹp tuyệt tác. Có rất nhiều các cây cầu được xây dựng bắc qua sông Thames, nhưng cây cầu thu hút du khách nhiều nhất là Tower Bridge, nghĩa là cầu tháp London. Cây cầu này là một trong những biểu tượng của thủ đô Vương quốc Anh, được hoàn thành vào năm 1894. Tiếp tục thả theo dòng sông Thames, du khách sẽ đến một địa danh lịch sử mà chắc có lẽ là nơi được du khách chụp hình lưu niệm nhiều nhất, đó chính là cung điện Westminster. Đây là một trong những công trình cung điện tuyệt vời nhất thế giới vẫn còn tồn tại. Cung điện Westminster có 1.100 phòng. Phần nổi bật nhất của cung điện Westminster là tháp đồng hồ Big Ben, được xem là một trong những biểu tượng của nước Anh. Nằm dưới trung tâm của thủ đô London là quảng trường rộng lớn Trafalgar Square. Đây là nơi kỷ niệm chiến thắng của chúa Horatio Nelson của Vương quốc Anh chống lại thế lực hải quân hung mạnh của hoàng đế Napoleon của nước Pháp vào năm 1805. Một trong những cung điện nổi tiếng và thu hút du khách đông nhất tại Vương quốc Anh là cung điện Buckingham. Đây là nơi ở và làm việc của nữ hoàng Elizabeth II. Cung điện này có đến 775 phòng, trong đó có 19 phòng nghi lễ quốc gia và 78 phòng tắm. Tại trung tâm thủ đô London còn có giao lộ Piccadilly Circus, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại châu Âu. Giao lộ này được bao quanh bởi nhà hát, nhà hàng và các trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất trên thế giới. Đứng thứ ba là thành phố Tokyo,
và cũng là thủ đô của Nhật Bản, nằm ở phía châu Á với trên 14 triệu cư dân. Thủ đô của Nhật Bản là thành phố Tokyo. Đây là thành phố thực sự thu hút với những tòa nhà chọc trời mọc lên khắp nơi như những cánh rừng bê tông cốt thép. Ban ngày thì tấp nập, ban đêm thì sáng rực với hàng ngàn rừng đèn bao la. Phong cách đường phố thì lúc nào cũng nhộn nhịp, độc đáo và nhịp sống vô cùng sôi động. Và tất nhiên, giá cả ở thủ đô này cũng nổi tiếng đắt đỏ hơn rất nhiều so với các thành phố lớn khác. Đây là ngã tư Shibuya, là một trong những điểm nổi tiếng nhất tại Tokyo. Hình ảnh về giao lộ đông đúc này xuất hiện trên vô số bìa tạp chí, truyền hình hay trong phim ảnh nhiều năm qua. Mỗi ngày có tới 2,4 triệu khách bộ hành đi qua ngã tư Shibuya. Và đây là Tokyo Skytree. Sau khi khánh thành vào năm 2012, tháp Tokyo Skytree đã trở thành điểm thu hút du khách hàng đầu ở thủ đô Nhật Bản. Tòa tháp cao 634 mét là công trình cao nhất của đất nước Nhật Bản và đứng đầu trong số các tháp truyền hình cao nhất trên thế giới. Đây là đền Sensoji, tiếng Việt thì gọi là Kim Long Sơn Thiển Thảo Tự. Đây là ngôi chùa được xây dựng vào năm 645 và là ngôi chùa cổ nhất của Tokyo. Qua nhiều lần tu sửa trong suốt gần 15 thế kỷ vừa qua, thì nay đây là ngôi chùa quan trọng nhất của Nhật Bản. Và đây là Hoàng cung Tokyo, là nơi cư trú chính của Thiên Hoàng Nhật Bản. Khuôn viên Hoàng cung rộng lớn và có nhiều tòa nhà bao gồm cung điện chính, nhà riêng của gia đình hoàng gia, bảo tàng và các cơ quan hành chính. Đứng thứ hai là thành phố Paris và cũng là thủ đô của nước Pháp, nằm tại châu Âu với trên 2 triệu cư dân. Kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, Pháp là đất nước có quá nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, tuyệt đẹp và mang đậm nét văn hóa lịch sử, mà khởi đầu là thủ đô Paris. Thủ đô Paris nằm ở phía bắc nước Pháp, được xây dựng hai bên bờ sông Seine. Paris là một trung tâm văn hóa lớn của thế giới và là thành phố du lịch thu hút đông du khách nhất tại Pháp. Sự nhộn nhịp và các công trình kiến trúc và không khí nghệ sĩ lãng mạn đã giúp cho Paris mỗi năm có trên 30 triệu du khách nước ngoài đến thăm. Dòng sông Seine là biểu tượng cho thành phố Paris. Có lẽ bất cứ ai đến nước Pháp cũng đều phải trải nghiệm một lần thả trôi trên dòng sông tuyệt vời này. Dòng sông Seine là nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu tác phẩm văn học nghệ thuật và các câu chuyện tình yêu bất hủ. Cạnh dòng sông Seine và nằm giữa công viên Champ de Mars là tháp Eiffel, được khởi công xây dựng vào năm 1887 và khánh thành vào năm 1889, nhân dịp kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp. Nhắc đến nước Pháp, người ta không thể không nghĩ đến tháp Eiffel. Bất cứ ai đặt chân đến nước Pháp có lẽ cũng đều muốn một lần được chiêm ngưỡng biểu tượng này của kinh đô ánh sáng Paris. Đây là Khải Hoàn Môn, là một công trình biểu tượng cho sức mạnh và thống nhất của Pháp, nằm giữa quảng trường Etoile và là điểm cuối của đại lộ Élysée, nơi tập trung du khách du lịch đông nhất tại thủ đô Paris. Đây là nhà thờ Đức Bà Paris, được xây dựng từ thế kỷ 12, trải qua 856 năm vẫn còn tồn tại. Nhà thờ Đức Bà Paris là một trong những biểu tượng văn hóa được công nhận rộng rãi nhất, không chỉ của thủ đô nước Pháp mà của cả thế giới. Cách đó không xa là bảo tàng Louvre,
là một trong những bảo tàng lớn và quan trọng nhất của thế giới. Bảo tàng Louvre trải dài 3 dãy nhà thuộc cung điện Louvre rộng lớn. Sau này, bảo tàng xây dựng thêm kim tự tháp bằng kính với dáng vẻ rất hiện đại và ấn tượng. Cách trung tâm của thủ đô Paris khoảng chừng 20 km về phía tây nam là cung điện Versailles, được mệnh danh là cung điện lộng lẫy nhất châu Âu và đẹp nhất thế giới bởi quy mô cung điện đồ sộ, kiến trúc tinh xảo và cách bày trí xa hoa. Cung điện còn là biểu tượng cho quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến nước Pháp. Đứng thứ nhất là thành phố New York, tiếng Việt gọi là New York, là thành phố lớn nhất của nước Mỹ với gần 9 triệu cư dân. Kính thưa quý vị, phải nói New York là thành phố lừng danh nhất trên thế giới. Mỗi năm thu hút số lượng du khách phá mọi kỷ lục, đó là 50 triệu du khách mỗi năm. Đến đây, du khách sẽ được chứng kiến những công trình nghệ thuật vĩ đại, những kiến trúc văn minh tuyệt tác, những khu mua sắm thời trang bậc nhất trên thế giới. Đến với thành phố này, du khách chắc hẳn sẽ có rất nhiều lựa chọn địa điểm du lịch thú vị và hấp dẫn như là Times Square, tạm dịch là quảng trường thời đại. Đây là nơi tập trung nhiều nhà hát Broadway lớn nhất thế giới với rất nhiều chương trình văn nghệ và nhạc kịch tuyệt vời. Thêm vào đó là các tòa nhà hiện đại cao ngất ngưỡng mọc san sát nhau, những tuyến đường phố đông đúc khách du lịch, những trung tâm thương mại và tài chính hoạt động xuyên suốt ngày đêm. Kế đến là Central Park, tạm dịch là công viên trung tâm, rộng 341 ha, bao gồm những bãi cỏ rộng lớn, mặt hồ tĩnh lặng, những khu vườn châu Âu tuyệt đẹp. Đây là nơi dừng chân lý tưởng cho hầu hết du khách đến với New York. Địa điểm nổi bật nữa là Statue of Liberty, tạm dịch là tượng nữ thần tự do. Ngày nay, tượng nữ thần tự do đã trở thành điểm tham quan hàng đầu trên thế giới. Đây là một món quà mà người dân Pháp gửi tặng cho nước Mỹ. Tượng là một người phụ nữ mang trên mình bộ y phục của phụ nữ Hy Lạp từ thời cổ đại. Tay phải giơ cao ngọn đuốc, biểu tượng của ngọn lửa ánh sáng tự do. Tượng nặng 225 tấn, cao hơn 46 mét. Trên trán nữ thần là một vòng nguyệt quế có 7 tia sáng tỏa ra, tượng trưng cho 7 châu: châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, Bắc Cực và Nam Cực. Cách đó không xa là cầu Brooklyn, là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất ở Mỹ, được khánh thành vào năm 1883, bắc qua sông East với trụ nhịp chính dài 486 mét và là cây cầu treo bằng thép đầu tiên và dài nhất trên thế giới vào thời điểm xây dựng. Cây cầu là một trong những cảnh đẹp mang vẻ lịch sử của New York, nơi thu hút rất đông du khách. Ngoài lưu thông bằng xe cộ, du khách còn có thể tản bộ trên cầu và chụp ảnh lưu niệm. Và khi hoàng hôn buông xuống thì cây cầu trở nên lung linh, quý phái với những ánh đèn màu thơ mộng rực rỡ. Giữa rừng các cao ốc chọc trời, tòa nhà Empire State vươn lên như là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của thành phố New York. Tòa nhà cao 443 mét mang hình dáng một cây bút, gồm có 102 tầng. Tòa nhà Empire State dù không cao bằng một số các tòa nhà hiện đại, nhưng lại mang một dấu ấn lịch sử lâu dài nhất của New York từ thời lập quốc của Hoa Kỳ. Từ trên cao, du khách có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của toàn thành phố, khi mà ban ngày thì giống như cánh rừng cao ốc bao la, và về đêm thì lại mang vẻ lãng mạn kiêu sa
của một thành phố không bao giờ ngủ. Và đây là một địa điểm du lịch khá mới tại New York, đó là đài tưởng niệm 911, được đặt tại chính nơi xảy ra thảm kịch kinh hoàng 911 vào năm 2001, đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người. Sau khi tòa tháp đôi bị phá hủy vì bị khủng bố, vị trí của nó được xây dựng thành đài tưởng niệm các nạn nhân với hai hồ nước lớn và một bảo tàng, khánh thành vào năm 2006. Và đây là trung tâm Rockefeller, là một khu vực với 19 tòa nhà chọc trời nằm giữa trung tâm thành phố New York. Rockefeller được xem là biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng của thành phố New York xa hoa, được khánh thành vào cuối thập niên 1930 và từ đó đến nay vẫn luôn là trung tâm thương mại, giải trí được yêu thích bậc nhất tại New York. Nằm chính giữa trung tâm Rockefeller là một sân trượt băng ngoài trời. Nơi đây được trang hoàng hết sức lộng lẫy và huyền ảo vào mỗi mùa Giáng sinh và mừng năm mới. Cảm ơn quý khán giả vừa xem xong chương trình 10 thành phố đẹp và nổi tiếng nhất thế giới. Xin hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình khác. Thân ái kính chào. Quý vị nhớ đăng ký để khi có video mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay.